đất Đông Hòa Trảng Bom anh chị nhá. À 1400 m, cách sân bay Long Thành chỉ có 20 cây số thôi. Ngay khúc đường 20 Đông Hòa Trảng Bom. Sổ hồng full sổ hồng riêng, full uh, hồng nhá. Cái này có thể chuyển thổ cư vào tách thành sổ nhỏ 1400 m, bám theo mặt đường tới 100 m. Dân cư xung quanh cũng rất đông rồi, đường nhựa rất là đẹp, thông thoáng. Giá 3 tỷ 8, 8 anh chị nhá. Đó.